Hello anh em, rồi đến nhật vì không livestream được thì mình sẽ quay video này bạn. Thế thì mình sẽ livestream cái máy VF CTF 4 này. Thì xem lại nha, CTF 4 là một cái máy có lỗi bị khai thác rồi, trong livestream mình chưa nói được. Đây, đây mình có quét IP trong hệ thống nội mạng của nó, IP trong nội mạng của nó đây, tên miền này, IP này, cái thân phận các bọt thì nó có một các cọc như này này. 22258064 đóng rồi, cả lâu rồi, đấy cả lâu. Và mình sẽ khai thác số nhân 3 cổng này. MTB cổng như này rồi. Ok, mình khai thác cổng web trước. Trong web là có cái gì, có lỗi gì ở đây thì mình vào web mình vào các chương mục như này thì nó có nội dung như này. Nó là một cái gì đó. Không có gì đặc sắc cả. Mình thử các mục này xem nó có gì không. Này không có gì, mà vì search không có gì mình rồi lại đã. Này là chữ search này, sang chữ search này mình thử một tổng nhảy gì không, hôm nay nó không trả về ra cái gì cả. Block em nào, ở đây mình thấy một block là nó ký vào cái gọi là page block title. Kiểu page này thì thường thường sẽ có lỗi liên quan đến file rootion là 1, 2 là lỗi quan đến injection là 2. Đấy thì mình thử từng cái này một, thì đây mình thử tích thử cái đầu ha, thì mình xem nó có lỗi gì ở đây. Mình tích thử cái đầu thì mình thấy là cái con số 2 đây, mình thử injection một cái con thử dấu nháy enter thì đây báo về cho mình là cảnh báo về MySQL fit for round, tức là lỗi liên quan đến trong SQL nó xảy ra lỗi trong cái đường link này, thì chứng tỏ là cái này đã có lỗi injection ở trong hệ thống và đường link của nó, đường link này có lỗi. Ngoài cái này ra thì có đường link có lỗi hay không thì mình cũng thấy chỉ ra phải block rồi thôi. Bây giờ tôi đã đúng phải block và phải reset này, xem cái reset này có lỗi không. Bây giờ block này cháu năm nháy phát nữa cũng có lỗi rồi. Mình sẽ lấy một trong các đường link này thì mình sẽ dùng cái công cụ SQL map để mình xuất ra database dữ liệu của nó nhé. Cancel này đi. Mình lên cái terminal là mình dùng SQL map trừ u pet cái link vào pet trừ u chạy, mình sẽ đợi một lúc chạy xong cái gì nhá, để tạm ok, hình như là đang bị render cái gì đó, mình sẽ cần reset thử lại 5 này trừ dbs trừ path trừ dăm chụp lại không có DPS khả năng chạy. Nó đã bị setting down rồi, để mình xem lại. Quá trình này nó đang quét này. Mình sẽ tạm dừng thêm một tí nhé. Đây là đang quét tự động cho mình, mình đang còn thư mục những cái password nào. Nó thử crack. Và đây nó crack cho mình. Đến trước tình hình thứ hai này, có password là reset, crack như này, như này và giữ như này, như này. Và sau khi một thời gian mà nó trả về cho mình kết quả là có username như này, vãi đi như này. Và tại sao mình có kết quả thế, các bạn nhìn thế này nhé. Cô đại của mình dùng ấy. Đâu nhỉ? Chứ DBS đúng rồi. Nó quét cái database cho mình và nó tìm thấy một cái database có thông tin database kinh và nó thay bộ user tự trả về mình kết quả luôn này. Nó chụp lại cho mình hết luôn, user ID bao nhiêu và username này và user password như này, và nó có sẵn như này rồi. Và bây giờ mình sẽ thử
SH xem là user nào có thể vào được hệ thống, bằng user nào có thể là thằng quyền được đó, quyền gì bin bắt ở trong hệ thống. Mình dùng lệnh rồi, ở đây thì mình sẽ dùng cái lệnh SH user là đầu tiên đi, thử cái đầu tiên đi, copy paste a cộng 192.168 TP 22 yes. Cảnh báo một cái hot password này, thử từng cái xem cái nào mình thể pass xem được thì mình pass xem luôn. Mình paste vào đây, ok, đây mình đã ghép này. Mình thử sudo to learn password, thì bạn có thể được không? Thường thường đây là user admin có quyền có một hot pool này, sudo su này, có quyền root này, nghe là user này có quyền root được này, mình gỡ hết này, cd root tức là mình đang là quyền root này, qualify user này quyền root này, đúng rồi, thì mình sẽ cd user này quyền bitmap, thử user biết ngay mà user này có quyền follow comment cảm ơn user own này, đó own này, đấy thì mình có quyền root, mình sẽ đều được root của nó, rồi hết này, đó, mình sẽ cắt cái file anna hết đây, cái file mình nhìn thấy đây cd home cd sudo mục có sẵn đây này. Rồi, đây là một user này, là user này mình để khai thác này. Nhược điểm nó để một user có thể quyền hơn là quyền root bằng chính mật khẩu của nó, chung với mật khẩu của root. Đây mình sudo được của hệ thống. Rồi bây giờ mình sẽ thoát user ra, mình thử user khác. Yes, ra này. Rồi mình sẽ tạm thời mình copy thông tin cái user này lại. Copy ra một cái file bản là bản text, xem lần đó này user nào có quyền ngoài user đấy không, thứ hai là user Achen, thứ hai mình sẽ ghép hát bằng user Achen nhé, ghép trực tiếp luôn. Achen hạ còng 170 trên B22, thử xem nào có cho được không. Yes, tự nhiên cho rồi, nhưng mà để xem nó cho phát mình để ra gác nữa là quên không. Nó có lúc 3 trên 9 là 70 gì đó. Xem tí xích không? Xem tí xích tơ. Ok, C và V ở đây. Ok, mình tự bên kia mình dùng sudo chỉ là
xem quyền hạn của nó. Nó có đây là notepad, không cần bát và phát phôn được, tức là có thể sudo su được vào hệ thống mà không cần bát đó. Đó, thằng này có thể xâm được đấy, được điểm rõ ràng. Rồi mình thử tiếp thằng khác, mình sử ra hát trừ thử cái lần nữa thằng thì mình ra kết luận CSH trừ hello. Tiếp theo là thằng hello my friend. Tiếp theo là thằng gì nhỉ? Hello, hello my friend. Thằng Colombo đi. Copy and Colombo này. Paste Colombo này, hai cộng. .168.74.70 trừ B22 trên này có cái gì nè? Yes. Này có được SH vào trong hệ thống không? Path của thằng này là Homesite. Thôi mình thử thế thôi. Cancel cũng như này này. Hình thực mấy user là mình biết thôi. Thì cái đó lỗi ở đây là gì? Bên bảo ok enter. Ok mẹ mình đọc người là sudo CL đi. CL xem đặc quyền ở trong hệ thống. Thằng này là không có quyền rồi, không có quyền gì chắc chắn. Ok, nó không có quyền gì cả, chỉ có hàng đầu nó có thôi. Quên mất là mình chưa quên đi, có hàng đầu nó có thôi. Thằng này không su được, nó không cho phép report báo cáo luôn. Ok, vậy là chỉ mình thì thấy hai hàng đầu, khả năng thì hai hàng đầu rồi. Hàng đầu nó cho phép mình đưa hàng đầu mình rốt đấy. Thì bài này đấy, thì đấy thôi. Thì qua bài này mới giúp điều gì thì điều là nó đẹp một lỗi rất là lớn ở trên lỗi hỏng extension trên website, bằng cách là nó không ẩn đi đường link nhạy cảm mà này khai thác được, truy xuất được, kể phát hiện được cái loại lỗi đấy, và nó có trong cái bảng database rất là thông tin rất là chủ động mật khẩu được là ta băm rất là dễ dàng và ta thể dò được. Và cái phân quyền user ấy nó không phải đồng nhất, đấy là mình có thể đeo khăn mặt của nốt đấy là tùy ý, tùy tiện. Cơ chế quản lý của nó đăng nhập, nó sắp đăng nhập của nó rất là yếu. Còn CTF4 này, bài này mình đơn giản vậy.